Dạ Vân Hải xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải. Lời nói đầu tiên cho Hải xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc. Kính thưa với cô chú anh chị mình rằng là cái câu chuyện của anh Nhật, cá nhân của Hải đã đến trực tiếp phía gia đình đã rất nhiều lần rồi cô chú anh chị ạ. Nếu mà tính ra thời điểm tới bây giờ là cũng gần đâu đó khoảng tầm nửa tháng rồi. Đó, ở dưới này coi như là đã nắm bắt được một vài cái thông tin. Nhưng ngày hôm nay cái video clip này Hải muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái thông tin kinh thiên động địa, mà coi như là thực sự cá nhân của Hải này nè và tất cả các anh em khi mà có mặt trực tiếp tại nhà vẫn chưa có thể nào mà tin được luôn. Cô chú anh chị đã được coi như là cái sự chia sẻ trực tiếp của bên phía gia đình, tức là ông bà nội đó đã chia sẻ rất là bộc bạch luôn. Những cái lần trước á, thì bên ông bà nội coi như là cũng còn muốn bảo vệ cho bé Hạnh này, vì muốn á, là cho bé Hạnh sẽ quay về đó để lo cho các con, cho các cháu của mình có được mẹ, cũng như là cho anh Nhật có được cái tình yêu thương của người vợ. Nên phía gia đình ông bà nội không muốn chia sẻ những cái thông tin kinh thiên động địa này. Và trong video clip ngày hôm nay, tại sao Hải lại nói như vậy, không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, mời cô chú anh chị mình hướng mắt vào trong video clip ngày hôm nay. Hải tin chắc rằng những cái thông tin trong video clip ngày hôm nay mà Hải chia sẻ gửi đến cho quý ông bà cô chú anh chị mình là những cái thông tin chưa bao giờ, Hải xin nhắc lại, chưa bao giờ được công bố ra phía bên ngoài. Cô chú anh chị đang quan tâm về cái câu chuyện của anh Nhật, năm con ở dưới Cần Giuộc Long An này. Hãy tin chắc một điều là như vậy. Và bây giờ trước khi vào trong video clip, cô chú anh chị mình yêu quý cũng như là mến Hải, hãy cho Hải xin một cái nút like, một lượt đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo khi mà Hải có những cái thông tin nào mới chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị và ông bà sẽ là cái người nhận cái thông báo và cái video clip đầu tiên khi mà Hải chia sẻ gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị mình. Một lần nữa Hải xin cảm ơn quý ông bà mình và mời quý ông bà mình hướng vào trong video clip ngày hôm nay của Hải. Xin mời. Trời đất ơi. Nó đẻ hoài chùm sớm đi. Ủa sao mày đẻ hoài cực của Hạnh? Ôi thấy nhiều u quỳnh, có bầu luôn có bầu. Mấy bà ăn no nhiều chén, chứng cứ bóc ruột hết rồi. Ồ, bà nội, ủa Hạnh nói câu là bán con là bán sao nội? Nó nói nó bán cũng có nặng em. Giống như là kiểu giật la đó. Tức là cứ đẻ đã đi, có con là bán cũng có tiền. Trời đất ơi. Bé đẹp dễ thương vậy mà đòi bán hả trời? Trẻ có đến nay mà muốn nghe giống không có nói gì đây nói á. Dạ, đòi bán con nào, đòi bán đứa nào? Đứa nào cũng được, mày hỏi gì nói là nhỏ mày gây lộn. Mình nói mày đẻ mình đẻ mà bà nói gì dẫn mày đi kiếm quả. Dạ. Nó nói tao đẻ hoài nữa là tao luôn ngồi tao bán tiền ăn. À, bán kiếm tiền ăn luôn. Vậy là bán con luôn. Trời đất ơi, nói là trời. Bé Hạnh có nói rồi đó. Hạnh nói luôn hả? 100% ông nội. Cái đây là nói là có là nó về nó chửi à. À không có xem. Dạ. Có nói luôn hả ông nội? À, trời ơi. Giờ ông ta cho đồ từ thiện ăn. Giờ cái kiểu đi đồ từ thiện ăn ông đi. Dạ. Giờ cái Nhật nó đi đi thì đem về có cơm với ông nuôi con không đi. Giờ nó mượn tôi ông đi lấy đồ từ thiện ăn nhưng nó không đi. Ồ. Có sao nó vậy đi lui là không được. Đón được quý vị khán giả ơi, ngày hôm nay mình nghe câu mà coi như là mẹ ruột năm con mà coi như nói là coi như đẻ cứ đẻ đi rồi giờ bán con luôn, nghe mình chán quá mặt mày xé ra tí nữa mà là lên bờ xuống ruộng coi như là coi như không có gì ác bằng cái câu là bán mẹ bán con. Cô chú chị thấy không? Quá trớn. Rồi bây giờ là tới hỏi ông nội một xíu, cô chú anh chị. Dạ, nội, có cái vấn đề này ông nội. Cái sự mà vợ chồng nó giận lộn nhau. Đó, nói đâu rồi phải rõ ràng, vợ chồng nó giận với nhau rồi nó nói. Giận mới nói. Tao đẻ vậy đây. Ví dụ là tao bán, tao bán còn được nữa. Nó nói vậy thôi. À, nó là bán con. Tự nhiên mà nó nói cái bán con, nó đúng. À. Ừ. Người ta sống này là người ta phiên giúp nó nói thôi mà trẻ thì riêng điều nó này nó không có bầu cái Hạnh mà có bầu 7 tháng là nó không chịu có bầu nó giấu rồi rốt cuộc sau này đổ bể ra nó ôm đẻ gì móc trứng ăn làm cái ruột cháo rồi con đẻ mà nó ôm móc trứng rồi bởi vì sao bởi con nhỏ này nó không được bình thường hay sao á. À.
Vậy là nhiều khi vậy là ông nội là xác nhận là chính xác là cái câu đó nó có nói. Tôi đàn ông mà tôi đâu có tìm hiểu mấy cái đó, nhưng mà nghe nó nói sao sao về tôi đâu có chung nhà nó. Nhiều khi là có luôn, có nói rồi có suy nghĩ luôn hơn rồi ha. Cái lời nói từ từ là sẽ hành động luôn, khi không hay lắm. Khi vợ bầu nó học tiền về bán mẹ sao học không phải á. Tôi nói là vậy đó, mẹ mày mày nói cô giáo á, con mày nha, mày gửi cô giáo mày mày cứ nói thiệt anh đi, vợ bỏ mày đi, mày nhỏ học phải á, coi chừng nó kêu anh bắt con mày đi nữa, dẫn con mày đi rồi chết luôn á. À, vậy là bây giờ là ông nội với bà nội cũng rất là sợ, là sợ coi như là về bắt phải nó đi, bắt con nhỏ học phải á, bắt phải nuôi giùm ha, bắt cái mẹ giữ đúng không, giữ rồi. Còn chấn động tam giới luôn, chấn động kinh thiên động địa luôn, nghe mình choáng váng một ngày luôn. Hồi nào giờ con chưa có nghe luôn á, giờ ông bà nội mới nghe, con mới biết luôn á. Giấu hết đi rồi con trông còn gỡ đợi nữa, giấu còn nếu mà nó thật là như mà ở cách đứng quá đi rồi giấu hết nổi rồi hả. Tính ra là lúc đầu là mình giấu đi, giấu hết sao con dâu mình là mình muốn là chừa đường cho con dâu mình về, muốn cho con dâu về rồi dâu sao là không có phiền phức với nhau. Dạ lòng nó bỏ giờ thôi bà xui chữ mấy cái chữ luôn rồi thôi giờ là mình nói luôn. Dạ con cũng không ngờ là bé Hạnh có cái suy nghĩ như vậy luôn á. Con của mình đứt ruột đẻ ra vậy mà coi như là đàn cái lòng nào mình đem đi ở đây là quyết định là đi bán luôn. Trời ơi là không có gì mình nói rồi, bó tay rồi đó, bó tay với bé Hạnh này rồi đó, nó thuốc chữa nó rồi. Dạ 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 xong một phim rồi. Bé Hạnh này xong rồi đó. Rồi cứ đánh đồ từ thiện rồi ăn như phần này vừa đi nó không đi. Dạ. Rồi cái mình sợ con cháu đó chở đi lấy đồ từ thiện ăn. Dạ. Lấy gạo mì tôi nó mắng rồi đó. Là cái đồ hỗ trợ hen. Ừ, nó không đủ ăn. Dạ. Mình phải đi lấy. Vì cho cháu nó không đi thôi chứ mình nhận con mình nó lo cho nổi. Dạ. Cháu mình nó đấu tội nghiệp. Mà có sao nó vậy. Dạ rồi, cảm ơn nội nha. Ừ. Đi đâu vậy, nó cuốn nào uống để lâu vậy, có người bỏ đi nói ai đó tôi nói ai mà tôi vẫn bỏ qua luôn, tôi không thèm nói nữa, nó khốn ở nhà khốn nào chú những người nó nói vậy thôi. Coi như ông nội với bà nội bây giờ là cái sức chịu đựng đã có hạn rồi. Cho nên là dâu đã đi rồi, không còn níu kéo được nữa. Thì ra ông bà nội buông luôn. Rồi nó thương nó vô lắm. Hỏi ổng coi trời, tôi nói đẻ là đi đẻ tôi mượn tiền. Thì nó ăn đẻ rồi không có tiền trả tôi, nhưng mà nợ người ta cắn được rồi hết rồi bỏ dâu hút rồi. Giờ là bà nội chia sẻ đi bà nội. Cháu giờ thương. Bà cũng thương, cũng lo anh đi dữ lắm. Yeah. Tiếp trước hôm sau, cửa chồng con cái không có. Ta có cho tiền, con cháu của bà cho tiền á. Bà giờ bà đâu dám ăn đâu, bà đi đứng với bà chưa uống hả? Yeah. Cái gì con cái cháu, mình được bịch cháo, hoa được bịch mì để nó ăn. Hai bữa khi nó có nóng thì được mua rẻ xuống thả xuống cho nó uống. Gia đình khổ quá, mình có gì đưa, hai đứa chạy mượn tiền ở xuống là cho con cái này cũng cho. Nhưng mà khả năng trả nổi, mình trả người ta cũng ngán. Yeah. Nó là thiệt, có mượn không có đâu quá, không trả. Là mình có tiền trả, mình không trả mà từ từ mình có xuống khổ cái nhà liền. Rồi nội ơi, còn cái điều gì mà về bé Hạnh mà bên nội còn chưa có chia sẻ với anh em không? Bên đây là có gì nói đấy rồi. Ngoài cái chuyện mà bé Hạnh đòi coi như là bán con đó, đẻ nhiều con quá rồi nuôi không nổi thì bán luôn. Đó. Ngoài cái chuyện kinh thiên động địa đó ra thì thì có con thì cũng mừng, nhưng mà nuôi không có nổi cái giả từ nghiệp nó thôi, mình không kế hoạch lắm nữa, đi giả cứ kêu hoạch cho mình đi nói tao đẻ một mà tao cũng nuôi nổi bác cho tiệt con máu thì luôn có hai câu vậy.
Đây là coi như là bây giờ là coi như khi mà con nghe được cái thông tin này là từ chính bà nội với lại ông nội nói là hoàn toàn là 100% ông bà nội. Bà nói thêm chi đợi giờ chắc chắn không á? Chắc chắn đợi hơi thua chi. Dạ. Không, bây giờ tính giống như con dâu mình nhắn ở con mình bố đẻ 4 năm tới con. Nó cứ giữ cái gia đi. Nó còn cao nó bà nội ăn bầu bà bán chồng ở thích bức nữa mà ở thích bức sao. Dạ. Cũng lo với mẹ mà nó cũng vậy nó phản nhìn vậy buồn tức. Mà nói tức là nói thật chứ đừng nói là mày là bà. Dạ lúc ban đầu tiên á là ông bà nội là muốn giấu hết cái sự việc mà để cho con dâu mình về. Thì trong quá trình mà coi như trong quá trình mà sự việc bây giờ đến giờ giây phút này rồi thì bà nội nói hết sự thật luôn đúng không? Giờ con hỏi bà nội là còn một cái gì đó mà ông bà nội giấu không? Bà nội chia sẻ hết đi. Nói sự thật luôn. Nói hết sự thật luôn đúng không? Giờ là bỏ hết luôn. Rồi bà thấy một chút bụng ốc ha. Bữa đó nó đạp cái kia tấm vô nó chạy, nó té nó chạy, nó vàng té đây nè. Cái nó té ngoài rồi, nó hành ra thời gian của con mình, cái hành nó mày đứt rồi tự té tự đứt. Rồi này nó chờ bà hai người sao cẳng nó cái ghê đó, bà tắm nó đi ra nó nước rửa cẳng thì nó bị chết. Còn tôi thì tắm rửa, còn ẩm thì nấu nước muối rồi. Rồi, vậy là coi như là không có lo gì cho con cái luôn. Con cái té chảy máu vậy luôn mà coi như là bỏ luôn. Rồi đất ơi, làm mẹ gì mà kỳ thôi vậy. Con lỡ đó giáo hoàng này nó bình tĩnh hay lắm, không có họ nha, không mà họ sát như dùng con cái mỏng nó khuyên sao nó không có gì hết, thấy con này đau khổ lắm nên nó lại nó té rửa tiền đó. Dòng mồ hôi ông bà nội là giờ lớn tuổi rồi nhưng mà coi như là sức chịu đựng nó cũng có giới hạn thưa quý vị khán giả, cho nên nó là đến giờ giây phút này là ông bà nội chịu không nổi được cái cảm xúc cái sự việc mà diễn ra thì ông nội với bà nội nói hết sự thiệt luôn. Có thể là con mời bà nội cho các con nhỏ như bà nè. Đó bà nói rằng bây giờ là như cô Hạnh đó rồi nó dâu rồi nó chặt cái gì nếu mà con biết con gái được, bà tính là con gái thôi, bà nó không có kể là con dâu, nó kể mà chỉ cho nó hỏi nó làm, nó bỏ quần áo con, không thao rồi nó hạnh nó quần áo rồi, không bà mày giặt quần áo rồi con mận hạnh bỏ, để mày đây mọi người thấy cái video này là đây ông bà nội là cảm thấy rất là bức xúc. Là bà nội với ông nội nói hết luôn. Nó hổng lắm. Dạ. Nó hay quá. Về đây hổng chú thầy thấy ha. Trời nhìn thấy con nhỏ này thì lúc rồi luôn mà không biết sao mà cái hành lại có cái suy nghĩ mà. Vì mẹ nó bắt về. Rồi bán con của mình. Đi bán luôn chứ đông giỡn luôn. Bữa nó hâm rồi mà khi sợ nó thương lần nào khi xúc tích sợ khổ quá nó bắt nó bán một lần mà chợ giờ phải đi học đi đốt trốn lắm, sáng đi chiều đốt trốn dặm con gái nữa dạ bắt nó ăn lắm cho á con cháu bị học ngoại á nó không phải nhiều trước đâu có chừng nó nói là được cái lúc thằng hoàng để nhiều khi nó vô lộn lộn lên kêu nhỏ gái nhỏ lớn á lại cho dẫn đi cho học không chế vô để mà dạ. Nó biết mẹ gì nó thấy mẹ nó chạy lại chứ nó biết là cái đó là cái cổ ngõ mẹ về đó thấy nó chạy theo không đeo không dạ nó gỡ tay lên đi luôn
bà nội cảm thấy như thế nào khi mà một người mẹ về như vậy mà mấy đứa bé khóc mà coi như vẫn bỏ mặc ra đi? Chẳng có bà buồn lắm. Bà chú không nói luôn. Bữa đó cái bà nói chị ngồi đây tôi chị tâm sự như vậy chị bà mới gạt tay bà không cần. Bà chấp chết cho con bà về với bà rồi. Dạ. Nếu mà bà mà muốn thì ở lại cái hạnh ở với con mà đi. Còn bà còn kết thúc với gia gì không? Dạ, là coi như là bây giờ là mình cảm thấy như vậy là mình cảm thấy rất là xót xa cũng như là cảm thấy rất là bức xúc với cái hình ảnh mà coi như là con Su Gia là đối xử với mình như vậy, đúng không? Cũng như là cũng không có muốn là coi như đưa con Hạnh về với gia đình. Theo bà chi đó nếu bà mà cỡ cháu bà phải vừa ôm cháu bà thương khung rồi bà nói này nọ rồi chị Su Gia rồi cũng mọi sự con ấy dạy thì cứ cỡ nở lại rồi bà không chịu không cần không ăn rồi người đạt này không gì nói với bà gì hết. Nhà bà hồng nhận ôm bà đâm đây bà chứ gì không có đi gì ở đây ôm ngoài. Bà bây giờ dâu của bà nội thì bỏ đi bà nội ơi, kiếm dâu khác cho đẻ tiếp. Giờ bà hỏi con gì, năm đứa con ai thèm con ai thèm nó. Bây giờ có người thèm á thì bà nội có chịu cưới cho Nhật không? Kiếm dâu khác cho đẻ tiếp. Bây giờ bà già không biết. Là mọi sự quyết định là để cho Nhật. Bà già. Vậy bây giờ là hiện tại nếu ví dụ như con dâu mới đẻ nữa bà nội nuôi không? Ví dụ. Nuôi không? Ví dụ đi, con dâu mới. Nó vậy nó vừa ở nó đẻ nữa bà nội nuôi không? Người đàn bà sao mà có lương tâm thì ta mày nó lo cho con nó nuôi. Dạ. Bây giờ là hiện tại là bây giờ nó đóng hộ lại là coi như đẻ nữa bà nội con nuôi. Bà nội hết nuôi nổi rồi. Vậy là cuối cùng là hết nuôi nổi rồi ha. Là coi như giờ có là coi như từ từ đẻ. Đẻ rồi thì mình lo. Không ai thèm ở đâu. Cái gì khổ quá. Không có cô ba họ khác nội luôn trời. Đẻ gì mà đẻ tới 5 đứa luôn còn không có ớn lạnh luôn. Đẻ độc lập nó đi nó phát. Không, tại ông nội ông tin tưởng dâu là nói lấy trứng luộc rồi nên không có ngăn không có cản chứ gì. Ông nội nói dâu lấy trứng luộc rồi ông nội tin. À, cho nên là ông nội không có cản. Biết mà trứng còn chưa có luộc là ông nội có cản không? Cản gì đây lấy trứng luộc. Kính thưa quý vị thì bây giờ em Phúc Thanh để lên kệ rồi các bé đây là TV được mở lên chú anh chị à. Quá là mừng rồi. Sao mà không nổi tên lên vậy? Chưa có bấm mà, nó này phải bấm vô lần đầu tiên á, mới tìm kiếm đầu tiên á thì nó mới hiện lên. Bây giờ đó bây giờ là TV gắn cho cái cháu rồi, đã mở lên rồi. Cũng nói được mạng luôn rồi, cái chú anh chị à. Quá là mừng luôn rồi. Đúng rồi, TV này kìa, nắm đứa rồi, tập hợp lại coi. Vui không con? Hả? Vui là hen. Đâu rồi, anh nhận đâu rồi? Được lên TV luôn rồi nè. Bây giờ mình đâu có dám quay lên kia bị bất công quyền là coi như bị bất công quyền nha. Quý vị thông cảm, em không dám quay lên đỉnh luôn á quý vị. Dạ là chứ quay nội thôi, quay ông bà nội thôi. Chứ quay bà nhỏ tiếng thôi, bà lớn tiếng quá đó, nghe nó bất động quyền chết luôn á. Bà nhỏ tiếng thôi. Ừ, rồi, đó, TV đã lên kệ. Nói chung là liếc qua cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó là TV đã lên rồi. Má đẹp luôn. Đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Đẹp quá, đẹp lắm không rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn bà nội cũng đã chia sẻ một cách rất rõ ràng, một cách rất cụ thể. Và rồi, Hải xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã đồng hành theo dõi clip này của Hải đến giờ phút này. Một lần nữa Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình. Chúc cô chú anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc nha. Yêu quý và mến Hải thì cho Hải xin một nút like, một lượt subscribe, đăng ký kênh. Hải chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Mấy con không vô coi TV hả? Đây vô coi TV với chú nè. Dạ có gì thì Hải like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho Hải, có những thông tin nào. Đây vô. Có những thông tin nào mới Hải sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị mình trong video kế tiếp. Hải xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Bye bye.